Mày à, đi nhặt về xong là bán lấy tiền để làm gì đây? À thế là để mà đem đi học à? Nhưng mà đi học thì nộp trong trường hay là để làm gì? Đoàn là học hết lớp 9 xong là còn muốn là đi học thêm không? Không. Cũng không muốn đi học á? Không. Nhưng mà sao lại em lại không muốn đi học? Phải biết tính tiền rồi, sản dụ. Ui, lợn này trong ghế nhỉ? Ở đây này bị mọt, hầu như là cột nào cột nấy thì cũng bị mọt rất là nhiều. Nhà cháu Lực nhìn thấy là đã bị những cái tấm âm dương này của bác này đã rơi ra là gần hết rồi. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Và một ngày mới xin chúc tất cả cô bác anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực có đi qua cái chỗ nhà của bố mẹ con đấy cô bác. Và có một chút việc cho nên là cháu Lực sẽ nhìn lại một cái thước phim về cái cuộc sống hàng ngày của bố mẹ con để mà chia sẻ lên cho tất cả các bác anh chị là cùng biết. Rất là mong là sẽ được sự đón nhận của các bác dành tặng tới cho bố mẹ con cô bác nhé. Để mà động viên gia đình là một cái phần nào đấy. Thời gian vừa rồi thì gia đình của bố mẹ con thì cũng được là cùng bên thôn và có cùng cho Lực để mà đi vào và xác minh là cái hoàn cảnh có đáng được để giúp không đấy. Nhưng mà bên thôn thì cũng có nói chia sẻ với cháu Lực rằng là về cái hoàn cảnh của bố mẹ con thì rất là tội nghiệp đấy, sau khi mà bố gia đình đã nghèo rồi cộng thêm là một cái khoảng thời gian vừa rồi ấy, bố là đi lấy cỏ ấy các bác, xong là gặp nạn, xong là chết ở ruộng luôn. Đấy, đến lúc mà gia đình mà phát hiện rồi thì đã quá muộn rồi các bác, không thể mà cứu chữa được nữa. Và hôm nay cháu Lực đi xuống thì chia sẻ về cái hoàn cảnh, rất là mong là các bác sẽ theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào hoàn cảnh của bố mẹ con của bác nhé. Hầu như là những hoàn cảnh nào mà cháu Lực đi đến thì không có lấy được xe máy tận nhà cả. Lúc nào mà đi cũng phải là đi bộ, là một cái quãng đường. Có những hoàn cảnh đi rất là xa, còn có những hoàn cảnh thì đi khá là gần. Đằng sau nhà của hoàn cảnh bố mẹ con đấy các bác thì có vẻ như là có rất là nhiều cây cối này. Có những cây sao mọc, cây trầu rất là lớn. Hôm nay đi xuống thì không biết là có gặp ba anh em ở trong nhà không cô bác ạ, vì là ba anh em là còn đang thời gian là đi học nữa. Mẹ thì hay đi làm thuê ở bên ngoài để mà kiếm được thêm là những cái đồng về nhà trang trải cũng như là cuộc sống ở trong gia đình. Ui, có vẻ như là các em đang ở đây thì cô bác này không biết là làm gì đây, cầm theo là mỗi người là một cái bao tải nữa. Có hai anh em thôi, không biết là thêm là một bạn trích nữa thì đi đâu rồi. Ở nhà các em thì ở đằng sau này thì là rất là nhiều cây cối này. Và hai anh em đang làm gì đây đấy? Tìm hạt cháu à? Rồi nào, Toàn gửi một lời chào tới các bạn nào. Cháu Đoàn xin chào tất cả quý anh chị, quý ông bà cô chú, quý ông bà quý anh chị,
Quý ông bà cô chú. Quý ông bà cô chị. Quý ông bà cô chú. Quý ông bà cô chú. Rồi. À, thế là đi đi đâu đây? Cùng anh Giang đi đâu đây? Đi tìm hạt chảo. Tìm hạt chảo được nhiều chưa? Nào xem nào. Nhiều chưa? Ờ, được à, có mấy hạt thôi. Thế là ra đây lâu chưa? Vừa mới đến thôi á. Thế không mặc áo dài tay à? À, thế Đoàn đi học về lâu chưa? À, thế cũng đi học à, vừa mới đến nhà. Thế đi học à, về đến nhà là à, hai anh em là lấy bao tải đi tìm hạt chảo à? À, tìm quả chảo à? À, thế là ở nhà thì đã làm hết việc chưa đấy? Có đi làm thêm việc gì không? Có. Có á? Còn đi làm một tí nữa về còn làm thêm việc gì? À, thế là lấy cỏ cho trâu đúng không? Thế đây là cũng khá là gần nhà rồi cô bác, ở ngay dưới này. Rồi, thấy anh em tìm. Cái này là cái quả nó rụng xuống à Giang? Này Giang nè. Chú Giang xin chào tất cả các chú anh chị ạ. Rồi. Sao không mặc quần dài vào đi vào trong rừng này? Mặc à, sao bộ này mới đấy? Hôm nay. À, hôm qua là anh gửi quà đấy đúng không? À, thế là đi học về làm bộ này à? À. Có vẻ như là có gió khá là to rồi. Nào, cho Đoàn. Anh cho Đoàn một cái nào. Rồi. Thế là đi học về là hai anh em là cầm bao tải để mà đi tìm à? Vâng. À. Này, tranh thủ là cái thời gian mà các em đi học về, cô bác ạ, đi học về khi mà lấy cỏ cho bò xong mỗi cái nữa. À, đi cầm bao tải lên trên rừng này để mà kiếm những quả hạt chảo về xong là đem đi bán. Một cân thì cũng là mấy nghìn đấy. Ôi, bên này có nhiều đây này Giang. À, Đoàn. Đoàn Giang bên này có này, thấy mấy quả rồi. Này à, đi nhặt về xong là bán lấy tiền để làm gì đây? À, thế là để mà đem đi học à? Nhưng mà đi học thì nộp trong trường hay là để làm gì? À. Như Đoàn này thì hai anh em đi, hai anh em cùng lấy thì về có để chung một chỗ không? Có. Có à? Thế Đoàn này thì sau này nếu mà bán lấy tiền để làm gì? Để đóng tiền học à? À. Năm nào cũng lấy hay là mỗi năm nay là lấy nhiều hơn? Mỗi năm nay là lấy? Năm nào cũng lấy á? Ừ. Anh nhìn là các em mới có mười mấy tuổi thôi nhưng mà đã biết là đi lên trên rừng để mà kiếm được là những cái hạt chảo xong rồi em để mà đi bán không bác? Cho lực sẽ theo chân các em xem là hôm nay các em kiếm được bao nhiêu bác nhỉ? Thế là mẹ ở nhà không hôm nay ấy? À Đoan, mẹ có ở nhà không? Không. Hả? Không. À, mẹ không á? Vâng. À. Thường hai anh em đi kiếm một lần thì được bao nhiêu cân có biết không? Được túi to không? Được một túi bé thôi. Được một túi bé thôi á? Ừ. Ở đây có ai kiếm không hay là chỉ có mỗi hai anh em là đi nhặt? Có hai anh em đi nhặt thôi. À. Thế hàng xóm thì có ai không? Có bà ở bên dưới. À, thế là có bà ở dưới kia nữa. Ừ. Thế bạn bè bằng tuổi mình thì có ai đi làm cái công việc này không? Không. Đoàn thì đi một đôi dép rất là to này cô bác. Nào anh thử xem dép của Đoàn thế nào. Rồi. Đi cái đôi dép mà phải nói là cực kỳ to cô bác. Dép này là trước là dép của Giang hay là dép của Đoàn? Dép của Giang. Dép của Giang á. Thế là Đoàn này Đoàn đeo lại à?
những cái bộ quần áo trên người của các em đang mặc thì hôm qua là có một bác là một bà là gửi cho. Rồi. Thế là đi vào, cứ đi vào trong những cái chỗ này nhà đã gian. Giang thì mỗi một lần đi nhặt thì được túi to không? À. Ôi. Thế này mình có bao giờ trèo lên cây để lấy về không? Để hái không? Để cho nó rụng xuống thì mới lấy à? Lần sau hai anh em đi vào rừng ấy thì là mặc quần dài áo dài tay nhá. Đây các em thì có vẻ như là rất là quen thuộc về cái cuộc sống mà có áo gì thì mặc áo đấy đúng không ạ? Không có đòi hỏi, không có đòi hỏi rằng là phải áo dài tay hay là quần dài thì mới đi vào rừng được cả. Nào, mặc này rồi. Chỗ nào mà có cái cây có quay chậu thì mà có nhiều nhỉ? Ôi ôi, cẩn thận nha. Đấy, dép thì tuột hết cả da đây này. Hai anh em là mỗi người đi một chỗ, Đoàn thì là ra chỗ khác nhặt, còn là Giang thì đang nhặt ở phía bên kia các bác ạ. Bên này không biết nào. Ra những cái chỗ nào mà nó ít cỏ thì nhặt dễ dàng nhỉ? Nhìn thấy dễ. Còn là ra những cái chỗ mà bụi cây vạc à, kia thì rất là khó tìm. Hôm nay là hai anh em về đến nhà là mấy giờ à Giang? 4 giờ. À. Ôi, cẩn thận nha. Chỗ này cực kỳ là sâu này. Hai anh em thì cũng chỉ nhặt gần nhà thôi các bác. Có bao giờ là đi nhặt xa không hả Đoàn? Có lần thì đi xa, có lần gần đấy. Có lần là đi xa à? Ừ. Cái lần là đi xa nhất thì đi đến tận đâu? Ừ. Tận nơi kia. Ừ. Giang thì xem là được bao nhiêu rồi Giang? Hả? Ồ, được chắc là tầm độ 4-5 cân rồi nhỉ? Mẹ các em thì có thể có vẻ như là về rồi các bác, nghe thấy giọng của mẹ nói chuyện rồi. Ra bên này là có một nhà nhà dưới kia là nhà chú ấy. Nhà dưới kia là nhà bác hay là nhà chú à Đoàn? Nhà chú. À. Dưới kia thì có một cái điểm trường của bác ạ. Đây, hầu như là khu này cũng ít nhà thôi. Chứ được nhìn thấy là bên trên thì có một nhà này, 2, 3, 4 nhà thôi. Không có nhiều à. Cái này là có vẻ như là cây hành này các bác này, hành nở hết hoa rồi. Thế là Đoàn là kiếm được bao nhiêu nào?
À, ui rồi, đây nhiều đấy nhỉ. Cái này lấy ra bóc hay là lấy cái gì bóc? À bây giờ ấy. Ngồi đi vào trong rừng này, sâu này. Sâu này rất là ngứa này. Sau đi vào, sau đi rừng là phải mặc quần dài áo dài ra nhé. Đấy. Cái này là hôm nọ ai bóc phải đồ ăn? Em bóc à? Thế bây giờ là nếu mà ngồi thì ngồi bóc ở đâu? Ngồi đây bóc luôn à? Ờ. Thế là đi lấy về luôn, đi lấy về xong là bóc luôn à? Nếu mà để nó khô thì chắc là bóc lâu, bóc khó đấy nhỉ? Một ngày thì bóc được tầm bao nhiêu cân đấy, nếu mà đi lấy ấy? Đi lấy được là nhiều là bóc, đi lấy về nhiều là bóc nhiều đúng không? Thế cái này là ba anh em là khác đi lấy về hết à? À. Thế là ai thấy là đi nhặt về đúng không? Mùa này thì là ở trong làng ấy, không có đang có cái quả hạt trẩu này các bác này. Thành ra là có thì các em đi lấy về bóc luôn. Ở rừng nhà em, nhà các em có rừng có cây trẩu này không? Có không Đoàn? Không. Không có. Thế là Toàn đi rừng nhà người ta nhặt thôi à? Vâng. Cái rừng đằng sau này không phải là của nhà em à? Không. Ồ. Cẩn thận tay nhá. Cái tiền học thì có đóng nhiều không? Tiền học ấy. Có. Có á? Thế mọi năm trước thì cũng lấy cái hạt chẩu này đi cho bán lấy tiền đóng học à? Vâng. Năm trước là có bố cho nên là các em cũng không phải đóng học, không phải là đi kiếm nhiều như thế cả. Mặc dù là năm nào cũng kiếm nhưng mà các em là mỗi một năm là nó tương đương với lại là một cái khoản mà để mà chi tiêu khác nhau của bác ạ. Cái quả đấy là khô rồi à? Thế là cái kéo này là Đoàn là chuyên gia dùng để mà bóc cái quả này à? Vâng. À. Có bao giờ mà bóc mà bị chật trúng tay chưa hả Giang? Chưa. Hả? Chưa. Chưa đâu à? Ừ. Có bao giờ đeo bao tay để mà bóc không? Nhìn các em làm thôi mà thấy là cái đôi tay của các em là làm rất là thuần thục này cô bác này. Như kiểu là đã từng là có ai là huấn luyện và dạy bóc rồi. Cái này là tự biết bóc hay là mẹ dạy bóc này hả Đoàn? Tự biết bóc. Tự biết bóc à? Phần trang à? Phần trang à? Mẹ là đang tìm cái gì đấy hả Đoàn? Tìm cái kéo. Còn những quả này là cứng hơn hả Giang? À. Đấy bóc ra để vào đây này. Đấy bóc để vào chung nhau đây. Cái hạt này thì không biết là người ta lấy đi thì có khi là để ép lấy dầu đấy cô bác ạ. Cái hạt này với lại là hạt sở nữa. Hạt sở thì nó giá cao hơn. Còn cái hạt này thì là rẻ hơn. Đây thì nếu mà bán thì mình đem tận đi đâu bán ở Giang hả Đoàn? Trên quán là mang đi trên quán như kia à? Ừ. Là có người thu mua à? Ừ.
À đây mẹ của các em thì cũng về rồi cô bác ạ. Mẹ đi ở bên đó khai nữa là. Ừ, ở bên thân ông khai là. Thân ở bên khai á. Này sao ở thạc số cho bên khai chứ mấy đó điếp cái khai này nè. Ừ, khai điếp rồi. Này vẫn là cái bị chép luôn á nè. Ủa, ta thường chép. Ta luyện chép ta. Luyện ta bị chép rồi chẳng nở hả? Chơi. Là ta lấy bị chép ta ấy thôi. Kỳ lông mình quá. Cô thì bảo là buổi sáng ấy, các em mà đi học ấy thấy là có nhiều thành ra là đi nhặt về luôn. Còn là các em thì những lúc nào mà đi học về là rảnh rỗi là mấy nhặt thôi cô bác ạ. Này Khải đi cắn cờ nhớ là nè. Vừa rồi thì cô có nói là một cân thì mới được là tầm độ 6-7 nghìn đúng không bác ạ? Khá là rẻ. Đấy, so với lại là cái mình bỏ công sức ra để mà đi kiếm đi nhặt về thì nó cũng không có bỏ công một chút nào cả. Đấy. Nhưng mà nó cũng có thì mình không nhặt thì người khác về nhặt nó thì lại phí. Bảo là đem cô thì bảo là đem mà đi bán xong là để mà mua mắm mua muối cũng như là đóng tiền học nữa. Có năm nào mà lấy được nhiều bao tải không? Không. Không á? Thế năm nào lấy được nhiều nhất? Năm nào không được lấy được một ký. Thế là thường thường là mẹ đem nhau đi bán à, lấy về ấy? Trích thì vẫn đi học là vẫn chưa có về nhà Trích á. Có thể là hôm nay là Trích là học à sau cô bác ạ. Có nhiều hôm thì các em là đợi nhau cùng về, có nhiều hôm thì thì mua được thử đấy nó là mua bông nhưng mà cháu thì mua cái ong chở đúng á, mà thấy ong ngồi chở nên lấy mua thử nó mới mà xin đi á, phần long dù lại bằng nọ. Ồ, dù lại nọ. Xin lán mắt là thèn tưng bố dài nọ chưa? Chào lo xì, bố lưu đầy sẵn, ế ở đây nó là nọ. Lán cao bằng ăn ạ. Vừa rồi thì cô có nói với cháu Lực rằng là ở nhà của bác là bò này là đi nhận về là của nhà chú thế này, nhà ông ấy là lấy về để mà nuôi thôi. Nhưng mà lùng một ít là đẹp bé lên phải lưa. Ít chín ở chỗ đây lấy cỏ lấy chút phân lẻ, cỏ lấy chút phân chủ đây. Đây chú mi sẽ chủ ông chỗ cỏ phá rồi rồi chủ ông mổ nhà thì coi. Là ủi trứng phà chứ nổ. Ừ, chỗ trứng phà cũng cỏ ấy mới sắp chủ ấy. Đây là con. Con bò kia thì là của ông các bác ạ. Còn mỗi con bò nhỏ nhỏ kia làm ấy là của gia đình là bốn mẹ con thôi. Đấy, ra phía bên này thì là bốn mẹ con vẫn đang cùng nhau để mà bóc được những cái hạt chảo này. Ở dưới phần là sàn nhà thì phải nói là cực kỳ thấp của bác ạ. Đâu đó là chỗ này. Đấy, chỗ này thì đâu đó là tầm độ là hơn 1 mét một chút thôi các bác. Ôi dồi ôi. Cái này thì có vẻ như là bị sắp bị sập này các bác này. Thành ra là dùng cái cây chống thôi. Đấy, bây giờ thì trụ cột chính trong gia đình thì không còn nữa rồi. Đấy, còn lại những cái thế hệ, những cái tương lai về sau, các em không biết là bao giờ các em mới sửa lại được cái ngôi nhà. Đấy, tiền bây giờ để mà trả nợ thì vẫn còn đang là không có. Cô thì cũng có chia sẻ với cháu Lực rằng là bây giờ chỉ có là nuôi các con lớn lên, đến nếu mà có ai học lớp đến lớp 9 thì học đến lớp 9 thôi.
Còn ngoài ra thì khi lớp 9 là sau này phải đi làm thuê về để mà coi như là tích góp tiền, lấy tiền cho mẹ để mà đi giả nợ các bác ạ. Đoàn là học hết lớp 9 xong là còn muốn là đi học thêm không? Không. Cũng không muốn đi học á? Không. Nhưng mà sao lại em lại không muốn đi học? Phải đi kiếm tiền rồi, trả nợ. Thế là phải đi, gọi là phải đi kiếm tiền á? Thế năm nay thì mới lớp 5 thôi. Còn tận đấy là 4 năm nữa nhỉ? Không. Nhưng mà em có nghĩ được rằng là mình sẽ học hết lớp 9 không? Không á? Giang thì năm nay là học đến lớp 7 rồi Giang ấy. Em không biết là về Giang thì có học hết lớp 9 không nữa không bác? Đến năm nay thì bố cũng mất ấy. Thành ra là các bác nhìn thấy ngôi nhà thì nó gọi là quá là xuống cấp rồi. Nếu mà hôm nào trời mưa ấy là còn không có ngủ được đâu cô bác ạ. Chuyển hết chỗ này ra chỗ nọ. Còn là bây giờ còn lo về phần là kinh tế nữa. Mẹ thì chắc chắn là làm là vẫn đi ra ngoài làm thuê này nọ. Đấy, nhưng mà kiếm tiền về thì cũng chỉ lo cho cái mua thức ăn mắm muối mì chính thôi. Đoàn thấy đi nhặt hạt chậu thấy có vất vả không? Có. Có. Thấy mẹ đi nhặt về nhặt như này thì có thương mẹ thương anh không? Liền á, Phú Trinh này lạc đưa mấy nhân làm Phú Trinh nè. Vừa rồi thì cô còn nói bằng tiếng nùng của bác. Các bác thì nghe không có hiểu, nhưng mà cô còn nói với cháu Lực sẽ xin phép là dịch lại cho các bác nghe. Mấy hôm trước là báo lú đấy các bác, đằng sau thì có rất là nhiều những cây to, mà báo thì gió thổi rất là mạnh, thế ra là sợ là cây này bị gáy này kia. Các em ngủ rồi. Các em thì là còn tuổi nhỏ không các bác, nằm đặt lưng xuống là ngủ, không có nghĩ ngợi được gì nhiều cả. Cô là còn phải gọi dậy để mà ngồi ở gần nhau xem là những chỗ nào bị không rột ấy, thì là ngồi xem là những cái chỗ nào mà cảm giác như là sắp bị đổ ấy, là không có dám ngồi ở chỗ đấy nữa. Này từ trước mà có gió báo lớn ấy, thì có bao giờ mà cảm thấy là ngôi nhà bị lung lay không hả Giang? Đoàn? Có. Đã có năm nào mà trốn đi đâu để mà ở bao giờ chưa? Có rồi á. Thế là nếu mà mình trốn đi thì trốn đi vào nhà ai để ngủ? Là nhà ông ở dưới kia đấy à? Nghe các em là nói là cả gia đình là chạy trong đêm để mà đi ra ngoài để ngủ của bác, thế là
là chưa từng nghĩ các em là có trải qua những cái trường hợp này cả. Đợt bố các em còn ở thì đã như thế rồi, vì cái ngôi nhà mà xuống cấp quá rồi ấy. Thế trước kia Giang thì cho chú hỏi trước kia mà Đoàn cho chú hỏi trước kia bố còn ấy thì bố có nói rằng là sẽ bao giờ sửa nhà không? Có. Có. Bố hứa với các em mà chưa có thực hiện được thì bố đã không còn nữa rồi. Đấy, bây giờ thì còn mỗi là mẹ thôi, chắc chắn là sẽ không thể bao giờ mà sửa được nhà nếu như không có sự quan tâm của chính quyền hay là ở trên kênh của cháu Lực của bác. Rất là mong là sẽ được sự quan tâm của các bác dành tặng tới cho bốn mẹ con. Không mong sao là có nhà nhưng mà mong sao là giúp cho các em là những cái lúc mà các em cần thiết nhất là trong lúc đi học, cô bác ạ. Cô còn bảo là mắm muối trong nhà là hết rồi đấy cô bác. Chỗ này thì chắc là đâu đó được tầm độ 1 cân đâu bác này. Cả bố mẹ con là hùng hục từ nãy giờ bóc ấy. Bây giờ mới được là gần 1 cân mà rơi đâu đó tầm độ là 7 đến 8 nghìn đâu cô bác. Mà có khi là còn phải khô nữa, nhưng mà ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là vẫn còn là tươi. Ngoài những cái công việc này ra thì các em là còn làm thêm là thêm mà nhiều những công việc khác nữa để mà bỏ sức ra để kiếm được tiền ấy, các em là chắc chắn là rất là khó. Chỉ ai là chỉ có ai thương thì gọi là bốn mẹ con đi làm cùng nhau thì giả thôi. Giang thì là anh cả trong gia đình cho nên là nhìn thấy Giang thì thấy là cảm giác như là em ấy phải gánh vác thay cho bố để mà lo liệu cho cuộc sống của các em. Cái vỏ này bây giờ lấy vứt luôn hay là còn để làm gì không ạ, Đoàn? Thế là vỏ này là còn tận dụng lại để làm củi đúng không? Hôm nay bóc một ít mà hôm nay bóc thế này thôi hay là bóc hết? Bóc thế này thôi à? Lúc nào rảnh thì cả bốn mẹ con là cùng rủ nhau để mà bóc hạt chẩu xong là đem ra đi bán mùa này mùa nọ thôi. Bóc một rổ này các bác này mới được tầm đâu đó là 1 cân thôi. Hôm nay thì chắc là tầm được 1 cân này, cộng lại thêm là hôm qua nữa đây. Chỗ này rơi vào tầm độ 5 cân các bác ạ. Này còn lấy phơi được không hay là để như thế này thôi à, Đoàn? Còn lấy phơi nữa, còn lấy phơi nữa thì mình mới bán được nữa à? Vậy bây giờ thì cũng khá là tối rồi cô bác ạ. Chắc là bố mẹ con thì cũng chuẩn bị là nấu cơm là tối nay. Thế tối nay thì có ăn cơm được không ạ, Giang? Đoàn? Có. Tối nay thì ai là người nấu cơm? Mẹ nấu cơm à? Tối thì nấu thì mẹ cho ăn là món gì? Món rau thôi á. Bao lâu rồi chưa ăn thịt đấy? Không có thịt á? Thịt bây giờ thì lợn mua ông cân 100 mấy rồi, bằng một ngày công của mẹ của các em là đi làm rồi. Bóc cái hạt chẩu này thì rất là đen tay của bác ạ. Còn những cái bộ áo các bác gửi cho thì các em mặc là trông sạch sẽ và nhìn mặt thì sáng sủa hơn. Có vẻ như là đêm nay không biết là có mưa không cô bác đây, nhưng mà nhìn những cái tán, những cái bụi tre này gió thổi rất là mạnh,
đằng sau nhà của các em. Đằng sau nhà các em thì hầu như là bao xung quanh là đằng sau nhà của bác nhá, là có rất là nhiều những cái cây to. Cô là có chia sẻ là cái lúc mà đang nó to to thổi thổi như này là bắt đầu là thấy cảm giác như là ghê ghê sợ sợ được cô bác ạ. Xe này là xe gì đấy ạ? Đoàn thử nhớ xem nào, xe gì đấy? Xe này dùng để làm gì đây? À, tức là dùng cỏ là để lên trên này đúng không? Xong là đẩy đi à? Này nếu mà đi không có đường làm sao mà đi được? Lên vác cả xe đi à? À. Xe này thì một phần là gọi là các em cũng chỉ có làm mà chơi thôi bác, chứ điểm mà trời cỏ ấy thì đi làm sao mà được những con đường này? Nó không có đường để mà đi cả. Các bác nhìn thấy là ra phía bên này thì thấy là cột này các bác này bị móc hết lên, móc hết xuống rồi. Ui, lợn này trong ghế nhỉ. Ở đây này bị mọt, hầu như là cột nào cột nấy thì cũng bị mọt rất là nhiều. Nhà này thì có vẻ như là làm từ rất là lâu rồi. Nhà này trước khi là có đoàn là bố làm nhà chưa? Làm lâu rồi. Bố làm nhà rồi à? Vâng. Ôi, ra phía bên này thì các bác nhìn thấy được rằng là cháu lực nhìn thấy là đã bị những cái tấm âm dương này của bác này đã rơi ra là gần hết rồi. Đấy, kia có một cái giường là trước kia lại các em là ngủ của bác, nhưng mà không phải là ngủ đây đâu, ngủ ở trên này. Cột này có vẻ như là bị gáy rồi này bác, các bác này. Này bị lâu chưa Hà Đoàn? Lâu rồi. Hả? Lâu rồi. Bị lâu. Đấy, bây giờ thì cũng một tí nữa cũng sợ trời mưa gió báo đấy cô bác. Trên kia thì có vẻ như là gió thổi rất là mạnh này cô bác này. Có lẽ là cái video này thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi cô bác ạ. Và rất là cảm ơn những cái tình yêu của các bác dành tặng tới cho những hoàn cảnh nào cháu Lực đang đi chia sẻ. Rất là mong sẽ được sự yêu quý, ủng hộ của các bác nữa cô bác ạ. Trên này thì các bác nhìn thấy đây, màng nhện là văng hết mọi chỗ này. Đêm nay nếu mà mưa ấy, thì mưa to, gió to quá thì lại đi giấu nhà ông để mà tránh nhá. Đấy, dù mẹ. Đấy, bây giờ các em nhìn thấy này, gió to chưa kìa. Nhìn thấy gió to với lại sắp mưa thì có sợ không? Có. Có à. Thế nhưng mà tại sao Giang lại sợ đấy? Vì sợ cây đổ xuống. Sợ cây đổ xuống nhà. Ừ. Thế Đoàn thì tại sao Đoàn lại sợ trời mưa với lại sợ gió? Sợ cây đổ xuống nhà. Cũng là sợ cây đổ xuống nhà hết à? Này có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác. Cho là cháu Lực cũng xin được là tâm sự với các em thế thôi. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Và xin chào cô bác, anh chị. Giang gửi lời chào tạm biệt tới các ông, các bà nhá. Giang xin kính chào tất cả các chú, anh chị ạ. Rồi, nào Đoàn nào. Chúng con xin chào tất cả quý anh chị ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc
rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Thank you.